Tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay từ website Milo. Dạ, điểm mạnh của em thì em không hút thuốc nè. Em biết lắng nghe, hòa đồng và vui vẻ. Còn điểm yếu của em thì em rất thẳng thắn trong công việc. Có khi thẳng thắn quá thì mọi người cũng không thích lắm. Em có cái nhược điểm cái là năm lúc mà em 25 tuổi á, thì em chở bạn đi chơi á, thì em bị tai nạn giao thông. Bị gãy chân, chân em bị mổ, phải lắp inox trong đó. Thì tạm thời em chưa có mổ ra thì chân nó không được ngay cho lắm. Khoảng một vài năm ta mới lấy cái đó ra. Dạ đúng rồi. Em nghe cái vụ mà bạn tâm sự bạn tai nạn giao thông vậy em có thấy thương không? Dạ thì nói chung là cũng đồng cảnh ngộ. Tại vì năm lớp 10 thì con cũng bị tai nạn và có gãy chân. Rồi có bị gì ống inox dạ, không? Dạ có. Rồi nhưng mà có chắc con lấy ra rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bên đây bị chân nào? Dạ em chân phải à. Bên kia chân nào? Dạ chân trái. Rồi hai chân hợp với nhau. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ điểm mạnh của con là hòa đồng, hoạt bát, biết nấu ăn. Còn điểm yếu thì là cũng thẳng tính với bạn nam bên kia. Bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Lúc trước em có 3 mối tình. Lúc trước á hả? Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Dạ, mối ngắn nhất là quen được 5 tháng anh. Mối dài nhất là quen bao lâu? Dạ, mối dài nhất là quen được gần 3 năm. Mối tình đó là mối tình đầu luôn. Chung là lúc đó em còn đang học sinh viên. À, lúc sinh viên. Dạ. Rồi, còn bên đây mình sao? Mình có mấy mối tình rồi bé? Dạ, con thì có 3 mối tình. Trời, nhưng mà... giống bên đây vậy. Bên đây bị chân phải, bên kia bị chân trái. Bên đây 3 mối tình, bên kia cũng 3 mối tình luôn. Ừ, nó có một cái sự tương thích á. Sao nào? Mối tình ngắn nhất của con thì tầm 6 tháng. Bên đi thì ngắn nhất được 5 tháng hay nhiêu đó. Đúng không? Dạ đúng rồi. Dài nhất là nhiêu nè? Gần 4 năm. Gần 4 năm cũng trên 3 năm chút đỉnh. Yeah. Giống giống vậy ha. Quá trời tương thích rồi. Lý do gì chia tay cái mối tình mà 4 năm đó? Dạ thì tại vì người ta không có thật lòng với mình á. Thì quen con thì kêu có thương con nhưng mà nói chung là bị cấm sừng á. Người ta quen một lúc nhiều người á, con thấy không ổn nên là con thôi con không quen nữa. Là mối tình thời học sinh hay là mới đây? Dạ mới đây cách đây tầm hơn năm. Vậy giờ con mong ước là cái người yêu của con phải như thế nào? Thứ nhất là chung thủy. Rõ ràng trong những cái mối quan hệ. Cái thứ hai nữa là có gì thì cứ nói thẳng với nhau. Rồi bây giờ còn cái ngoại hình thì sao? Con mong muốn như thế nào? Dạ ngoại hình thì khoảng 1m7 trở lên. Ngon. Thấy cái này chắc cũng hơn. 8 mấy á. Có gu ăn mặc. Có gu luôn. Chút gặp mới biết có đúng gu hay không. Biết nấu ăn. Biết nấu ăn hay không? Dạ biết gì. Biết nấu miếng món miền Tây thôi. Dân miền Tây ai cũng biết nấu ăn hết, chứ không để ngon hay không thôi. Em nghe vậy em thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Dạ hình như là 90 á. Hình như là 90 á. 90 ngon rồi thấy chưa. Rồi bây giờ Hiếu muốn người yêu lý tưởng thế nào? Dạ em muốn bạn nữ của em thì cũng là chung thủy, vừa hiện đại vừa truyền thống gì đều được với em. Ngoại hình thì sao nè? Dạ ngoại hình thì bạn nữ cao tầm 1m55 trở lên là được rồi. Dạ ưa nhìn. Nói chuyện với bên nhà gái tôi đi. Đàn trai chịu đàn gái rồi nha. Thấy là thấy chịu rồi đó. Xinh quá à. Dạ không cảm ơn. Vừa hiện đại vừa truyền thống là thấy chưa. Ghét điều gì đàn ông nhất nè nói đi. Thứ nhất là lăng nhăng. Thứ hai là mông lép. Mông lép nữa. Cái lăng nhăng thì được, ghét là được tôi đi. Mông lép mà bị gì mà không thích ta. Rồi đứng coi xíu anh. Chắc lép thiệt. Mông nó cũng bự lắm mà. Không được, kiểm tra được rồi đó. Full hả? Full. Full HD, ok. Đã có mông lép mà ta chăm sóc người yêu tốt thì có gì đâu không thích con. Tại vì con thấy những người có tiền thường thường mông đằng sau hơi to. Thấy chưa? Cái này lạ chứ. Không, cái quan điểm đó nhiều người lắm. Tôi biết cái quan điểm. Tại vì để ví á chú. Ví to á. À. Mai về lấy ví nhét vô nhiều nha Hiếu. Dạ. Trời ơi. Quan điểm mấy người mông bự là tiền nhiều. Chú Linh á, con biết không? Chú... cái ví không hề to nhưng mà không mông vẫn luôn. Bự. Con có thích mông lép hay mông bự? Nói chung là ngoại hình cân đối là được rồi. Dạ. Cân đối được rồi. Mông lép thì mốt mình bơm cho bự. Đúng rồi. Dạ. Gì đâu lo. Em đi với ai vậy? Dạ, đi với cha với em gái. À, dạ, dạ chào anh ạ. Chào Hồng Vân, chào anh Quỳ Linh. Xin chào... gia đình bên bạn gái của cháu gái. Qua cái chương trình hẹn hò hôm nay thì
hai bên thì thấy nó cũng có cái những cái hợp cái trùng, nó trùng ý nha, nó ngẫu nhiên nha, tương, rất là tương thích. Thấy bên đây biết nấu ăn là bên kia cũng biết nấu ăn nữa mà nấu mì gói. À, giả dối hả? Giả dối hả? Đâu có. Mì gói là món ăn của đại đất nước mình chứ không phải là miền Tây nha. Ủa, ai nấu mì gói cũng được mà. Mì gói luộc nó muống này cái nọ thì cũng được. Chiên trứng thôi. Tôi cũng rất là mong là hai đứa cho một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì bước tới, chứ tôi thì cũng lớn rồi, con nó cũng lớn rồi, bây giờ mong cháu. Dạ. À, được. Mà anh thấy cô gái bên đây sao ạ? Tốt, quá tốt chứ có gì đâu. Xinh xắn anh ha. Sợ vượt trội hơn con tôi nữa tôi không dám nói. Nên mình đi với ai con? Dạ con đi với ba mẹ. Ông ơi, thưa với Quyền Linh và Hồng Vân, cái chương trình này thì tôi hay coi. Dạ. Thì nói chung là cháu trai này thì cũng được. Cái ngày này cũng như cái ngày hai đứa nó ra mắt, nó gặp mặt nhau. Thì còn tìm hiểu về cái quyết định về tương lai của hai cháu. Thì hai cháu hợp thì chúng ta cùng đi đó. Thì hạnh phúc của hai cháu về sau này. Rồi, cảm ơn nhà gái. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. À, cho anh gửi em cái chậu xương rồng. À, cái cây xương rồng nói chung là anh rất thích. Tại vì cái lịch sử của nó là trong mọi cảnh khó khăn thì xương rồng nó cũng vượt lên, nó vượt qua mọi khó khăn. Thì tặng cho em có những lúc mà khó khăn thì chúc em sẽ vượt qua tốt. Dạ, cảm ơn anh ạ. À, em xin phép để xuống. Thì em, cái này anh mở đi. Tặng cái này là cravat. Dạ. Cục tông với áo anh đang mặc luôn. Dạ. Hợp luôn á. Dạ. Đeo luôn con. Thì cái này em quang tại vì em sợ rung á nên là em có thắt trước rồi. Em đi nhỏ tính toán trước hết rồi, nhỏ thắt trước luôn rồi. Nhưng mà cái này là em thắt nha, chứ không có nhờ đâu. Luôn đi con. Rất là đẹp. Trời ơi. Đã có gu nay còn có gu hơn nhờ cái cà vạt. Trời ơi. Giờ Hiếu quay vòng coi cái vụ lép lép đó sao. Được không con nói cho ý kiến thôi được không? Dạ được. Ok rồi đúng không? Đâu dạ. Lép lắm đâu. Dạ. Tôi chịu rồi. Chịu rồi hả? Rồi về ngồi đi. Rồi hai đứa trò chuyện đi, cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau có thấy thế nào? À, anh cảm nhận em rất là xinh. Cảm ơn anh. Em có sợ con trai trưởng không? Tại sao phải sợ? Tại vì lúc anh quen cũng có mấy bạn nữ là chia sẻ con trai trưởng thì sợ rất là cực, gánh vác trách nhiệm gia đình rất là cực. Thì có khi nhiều người bạn nữ thì ta không thích lắm. Là anh trai trưởng. Đúng rồi, anh trai trưởng. Khoái còn hỏi câu tại sao phải sợ đó. Mắc mớ gì sợ. Tôi khoái nhất câu đó luôn. Ủa tôi sợ ông thiệt đó Linh. Ông thích mà cái sợ. Mặt ông giống như chuẩn bị đâm người ta vậy đó Linh. Con vì cũng sợ. Phụ nữ hiện đại không có sợ điều gì cả hết á. Cứ hay là sợ đàn ông gia trưởng. Ủa mình gia trưởng hơn nó đi. Ấy con gái Bình Định là vậy đó con. Dạ. Con trai trưởng. Con trai trưởng à. Con trai trưởng hả? Dạ con trai trưởng. Tưởng đâu sợ, nãy nghe tôi giật mình luôn á. Gia trưởng. Không, nhưng mà cái câu đó hỏi cũng rất đúng trong trường hợp này. Câu đó hay đó. Tại vì con trai trưởng là quá trời trách nhiệm với gia đình. Chú Quyền Linh nhắc mới nhớ là không biết anh có gia trưởng không? Không, anh thì không có gia trưởng lắm. Mình sợ con. Ủa, chú đang khen con thích luôn, con làm chú thất vọng nha. Không sợ con. Không, tại vì con cũng không thích người gia trưởng. Nên nói chung là anh cũng có hiện đại, nói chung mà không có gia trưởng lắm. Vậy là có gia trưởng sơ sơ phải không? Trong câu chuyện này á, tại là anh con trai trưởng mà nên cũng có thể có một chút gia trưởng chút xíu. Nhưng mà do hoàn cảnh thôi. Tính chất ngôi thứ đó con. Con trai trưởng là phải quyết định rất nhiều thứ. Trong câu chuyện ngày hôm nay á, bạn Kim á là tổ trưởng, bạn là tổ phó thôi nha. Bây giờ nè, hai bạn nói chút xíu về tương lai đi. Thí dụ có thể cưới nhau nè, ở đâu? Em có thích chiều quê ở không? Đối với em á thì cái việc mà về quê á thì nó liên quan tới công việc. Nếu ví dụ như về quê mà công việc nó tốt hơn ở thành phố thì em sẽ về. Nhưng nếu mà đánh đổi một công việc đang rất là tốt mà kiếm được cái mức thu nhập khá mà để về quê á thì em sẽ không về. Tại vì quan niệm của em là khi mà đã đi làm ở xa rồi á thì nhất định là phải có vinh quang đem về cho ba mẹ. Chứ em không thích là đi làm xong rồi đi làm không được ấy rồi quay về ba mẹ nuôi hay gì đó là em không thích. Dạ. Tính em hơi đàn ông chút xíu. Dạ. Không, em cá tính chứ không phải đàn ông. Thì anh dự định sau này ví dụ như lập gia đình thì anh về quê hả? Không có em. Anh cũng làm và công tác ở thành phố thì tại vì
quê nhà anh cũng gần thành phố lắm thì anh có thể đưa em đi, đưa đi đưa về vẫn được, cách thành phố khoảng có 1 tiếng đồng hồ à. Ở quê không khí trong lành em. Quê đâu mà quê Cần Giuộc, giờ ở đâu vậy? Dạ em ở thị trấn à. Thị trấn Cần Giuộc hả? Trời ơi đứa con xin. Dạ. Dạ. Mà giờ vấn đề nè, sau cái bữa nay là hẹn hò sao? Một tuần gặp nhau mấy buổi? Nếu mà anh với em sẽ tìm hiểu thì lúc anh về thì nhín chút ít thời gian. Thực sự là công việc của em cũng khá là bận. Có đôi khi là em cũng chắc 10 giờ tới 11 giờ đêm em mới về tới nhà. Cố gắng lắm thì 6 giờ. Nhưng mà thường cái thời gian mà 6 giờ thì rất là ít. Nhưng mà anh có ngại khi mà ví dụ như người yêu anh có thời gian nó kín như vậy không? Tại vì không phải công việc của em không, mà em còn vừa phải học nâng cao lên để cho hỗ trợ không, cho công việc. Cái đó anh sẽ hiểu cho bạn của anh. Thì lúc của anh công việc anh cũng vậy. Có khi anh công việc anh khi mà gặp khách hàng thì khuya, cũng có khuya nữa. Thì phải cảm thông, khi mà hai người quen nhau phải tin tưởng lẫn nhau và hiểu cho nhau, chia sẻ cái công việc. Rồi, bây giờ là Hiếu đứng lên, đến gần bạn gái hơn. Cho con hỏi cái này xíu. Hai đứa đứng gần nhau rồi hỏi đi. Cho anh xin nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu chút cảm xúc đi. Rồi hỏi gì hỏi đi. Em tính hỏi là anh có ngại khi mà em thích đi du lịch, với lại là rất là thích mua sắm làm đẹp. Anh thì cũng thích đi du lịch nữa, ăn uống nữa. Thì mua sắm làm đẹp đó là bản chất phụ nữ. Mua nhiều quá anh có cằn nhằn không? Em cứ quẹt thẻ hết đi, chừng nào hết thì anh mới cằn nhé. Rồi cảm xúc của Hiếu hiện nay như thế nào đối với người đối diện? Tay bạn nữ ấm áp quá. Còn tay ảnh hơi lạnh. Có chuẩn bị bài hát nào không? Dạ có, dạ, em có chuẩn bị cái một đoạn của bài hát. Cái lời bài hát này cũng như là anh muốn nói thay cho anh nói, nhưng mà anh có thể là anh hát không hay. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh. Cho anh. Xin lỗi. Anh run quá. Nó là hát hay đọc vậy? Dạ em run quá. Bình tĩnh. Như thế thì nó run là đúng rồi. Dạ, em hát tặng anh trước đúng đi. Đúng rồi, con hát tặng trước đi con. Con cũng không có gì để tặng ảnh nên là chắc con hát một đoạn. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này. Xin hẹn anh một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn, con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình. Và nợ anh một kiếp sống trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Đứa nào cũng rung đúng không? Anh thấy anh với em nói chung có rất là nhiều điểm tương đồng. Thì nếu mà em tin tưởng anh thì cho hai đứa mình cơ hội. Anh với em tìm hiểu nhau, nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn. Rồi, về ghế ngồi đi. Được rồi đó. Để tay vào nút bấm, kiểm tra tất cả những gì đã diễn ra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động, chúng ta bấm nút. Không rung động, các bạn không cần bấm. Hãy dành nút bấm đó cho nhiều người khác nữa. Chuẩn bị nghe. Sau 3 tiếng đếm sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Em hãy nói một chút xíu tại sao là không bấm. Dạ thật sự là anh Hiếu rất là dễ thương. Nhưng mà tim con chưa có rung động. Tim con chưa có rung động. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ chính xác của các bạn từ trái tim của mình. Bởi vì khi chúng ta bấm chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Nói chung là các bạn có duyên nhưng có nợ. Chúc hai con sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha.